Rồi xin kính chào quý cô chú bác anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiển trên kênh nút để quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Rồi, hôm nay thì vườn mai của em Nhi có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống dở suông Sài Gòn và cúc thọ hương cô chú anh chị ha. Đó là một số cây mini gốc nhất liền cốt cho cô chú anh chị mình mua và mình chơi tết năm 2024 cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha. Mình vào clip gặp luôn em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào em Nhi ơi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị mình đang xem kênh nha. Hôm nay trở lại kênh xin giao lưu cô chú anh chị mình mấy mai giống nha cô chú anh chị. Cũng rất mong cô cảm con rất mong cô chú anh chị mình xem được cái nào ủng hộ nha. Cho cái đầu tiên là mã số 11H. 11H là cây siêu ôm Sài Gòn nó lớn nha. Rồi. Clip này thì em còn 5 cây thôi nha. Rồi, thông số luôn em. Dạ. Rồi nếm ra thông số cho cô chú anh chị mình liền. Hoành được 9. Rồi. Dùm củ được 26. Cao 58. Tán ngang được 57. Rồi. Rồi cái này em xin cho lô cô chú anh chị mình giá 600 ngàn nha. Rồi đổi cây. Rồi mã số 12H. 12H cũng là cây siêu ôm Sài Gòn lớn nha. Rồi. Nguyên củ luôn cô chú anh chị. Hoành nó là mình được 11. Rồi. Củ nó là mình được 28. Cao được 62. Tán ngang được 74. Rồi cái này em xin giao lô cô chú anh chị mình 650 ngàn nha. Rồi đó cây. Rồi tiếp theo cây mã số 13H. 13H là cũng là cây dảo siêu ôm Sài Gòn lớn nha. Rồi. Đó, cây này để ngồi giống cốc ha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn đi em. Hoành được 10. Dùng củ được 23. Cao được 51. Tán ngang mình được 66. Rồi. Rồi cái này em xin giao lô cô chú anh chị mình giá 600 ngàn nha. Rồi cây. Okay. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 14H là cây dảo siêu nụ nha cả nhà. Rồi. Tàn lớn lắm cô chú anh chị. Hàng liền có cô chú anh chị nguyên củ bự luôn. Rồi thông số luôn đi em. Ok. Rồi. Hoành được 11. Rồi. Dòng củ mình được 25. Cao được 86. Tái ngang mình được 85. Rồi. Rồi cái này em xin giao cô chú anh chị mình giá 650 nha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 15H là cây dở sông Sài Gòn lớn luôn nha cả nhà. Rồi. Hoành đó mình được 10. Dùng củ mình được 22. Cao mình được 74. Rồi. Tán ngang là mình được 66. Rồi cái này em xin lưu cô chú anh chị mình giá 600 ngàn nha. Rồi đó cây. Rồi tiếp theo mã số 16H. 16H là cây cúc họ hương già mùa nha cô chú anh chị. Ôi cái này ghép được 2 bông mà tàn kẹo nè cô chú anh chị. Xum xuê cái tàn luôn ha. Quanh được 17. Rồi đế thú luôn. Dòng đế được 51. Rồi 2 bo ha. Cao 63. Tán ngang là mình được 77. Rồi, cái này em xin giao lưu với cả nhà mình giá 650 ngàn nha cả nhà. Rồi cây. Okay. Rồi tiếp theo mã số 17H. 17H cũng là cây cúc họ hương này cả nhà. Cái này ghép được 2 bo cô chú anh chị. 2 bo cái chọc ghép nó to lắm, bự bằng tay cái rồi. Hoành được 16. Rồi. Dòng củ mình được 34. Cao được 59 và tán ngang là mình được 70. Rồi, rồi cái này em xin giao lưu với cả nhà mình giá 650 ngàn luôn nha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 18H là cây cúc họ hương luôn nè cả nhà. Cái này cũng già mùa ha. Dạ. Ghép được 3 bo cô chú anh chị ha. Dạ. Củ đế thú luôn cô chú anh chị. Được 17. Nguyên con thú nằm dưới luôn ha. Dòng củ mình được 46. Rồi. Cao được 51 và tán ngang là mình được 69. Rồi được. Cái này em xin giao lưu cả nhà mình giá 500 ngàn nha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 19H là cây cúc hoa hồng Thanh Tú nha cả nhà, đế rồng nha. Rồi. Cây này khá là to ha. 3 lượng cô chú anh chị ha, 3 lượng lớn luôn. Hoành được 9. Rồi. Cao được 60, tán ngang là mình được 58. Rồi cái này em xin giao lưu cả nhà mình giá 350 ngàn nha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 20H là cây cúc phượng Thanh Tân nha cả nhà. Rồi cây này tàn khá luôn cô chú anh chị. Rồi con gồng 3 lượng luôn cô chú anh chị. Củ bự luôn cô chú anh chị ha. Ui. Hoành đó là mình được 8. Ôi gồng bự nha cô chú anh chị. Cao 66. Tán ngang được 60. Rồi một cây cúc phượng Thanh Tân đế gồng này em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá cũng 350 nha. Rồi, cây này cuối clip luôn em ha. Dạ đây cũng là cây cuối clip của em nha cô chú anh chị. Em muốn xin chân thành cảm ơn với cô chú anh chị mình đã bỏ ra ít thời gian để xem clip của em nha. Cũng mong cô chú anh chị mình xem được cái nào ủng hộ em. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.